Rated review. Dixon University City is developing the first of its kind. Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ vừa chấp thuận cho lưu hành một loại thuốc Luxtuna, thuốc chữa trị bệnh thoái hóa võng mạc bẩm sinh với giá là 850.000 đô la Mỹ, tương đương với khoảng hơn 19 tỷ đồng. Bệnh nhân chỉ cần dùng một liều duy nhất, mức giá trên vẫn thấp hơn so với mức 1 triệu đô la Mỹ theo dự kiến ban đầu. Trong liệu pháp điều trị này, bệnh nhân được tiêm virus lành tính vào mỗi mắt. Các virus sẽ mang một bản sao hoàn chỉnh của gen lành tới tế bào võng mạc. Các gen mới này thay thế cho gen cũ bị khiếm khuyết, khôi phục khả năng xuất enzyme bị thiếu hụt dẫn đến bệnh. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận Mỹ đang tranh cãi gay gắt với chi phí quá cao của thuốc chữa bệnh, đặc biệt là đối với những điều trị được cho là có tính cải tiến.